Ở Cali đó thì trong tuần này cũng khá là nóng đó các bạn cho nên Thuận mới phải thay cái áo khi mà Thuận làm video này và chúng ta thấy được là cuối cùng thì ngọn đến tháng 3 đóng lại và các bạn đã thấy được, tháng 3 là một ngọn nến màu xanh thì thường nữa các bạn cũng đã biết là Bitcoin đó là tháng 3 là một tháng mà chúng ta trước đây nhìn từ lịch sử là một tháng mà giá Bitcoin thường đi xuống nhưng mà năm nay lại là một ngoại lệ các bạn thấy được chúng ta nhìn vào biểu đồ nến tháng trên màn hình, đây là biểu đồ nến tháng thì các bạn thấy được tổng cộng là có 1 2 3 4 5 6 tháng liên tục, 6 tháng liên tục mà giá Bitcoin tăng là nến là màu xanh không mà các bạn thấy được là những ngọn nến xanh của tháng 2, tháng 3 lại còn dài hơn và lớn hơn là những hồi nến của những tháng trước đó nữa Khi mình nói tới cái phần trăm tăng trưởng của bạn thì được là tháng 3 này chúng ta đã thấy là giá Bitcoin đã bắt đầu là ở mức là khoảng 45.200 tùy theo các bạn nhìn vào sàn nào và kết thúc là khoảng 58.800 bạn thấy được là trong tháng 3 này tổng cộng tăng trưởng nó đã là khoảng chừng ba trăm rồi ba phần trăm trong tháng 3 và các bạn thấy được là bây giờ nhiều bạn vẫn đang lo lắng là khi nào chúng ta mới thấy một hòn nến màu đỏ, đỏ xuất hiện. Bây giờ giá Bitcoin vẫn đang rất là tốt ở mức là 59.289 lại chuẩn bị thử cái mức cao như mọi thời đại có nghĩa là cái mức giá gần 62.000 đô. Và như thường đã chia sẻ với các bạn đó, trước đây đó các bạn hiểu được là khi mà chúng ta đang ở trong cái mùa đông crypto đây thì cảm thấy rất là chán nản tại vì các bạn cảm thấy được là thời điểm đó đó cái giá Bitcoin lên tới 20.000 sau đó đi trở xuống chỉ còn có 3.000 mà thôi đó là cái hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì khi mà nhìn vào hình ảnh này các bạn thấy được giá đi lên rất là cao sau đó đi xuống rất là thấp thì lúc này các bạn cảm thấy rất là chán nản sau này các bạn cũng thấy như vậy nhưng mà như thường để chia sẻ với các bạn đó sau này sẽ có một ngày khi mà các bạn nhìn lại đó thì cái đợt điều chỉnh của năm 2017 và năm 2018 mua đồng crypto đó không là gì hết cho bạn nhìn lại các bạn sẽ không còn thấy rõ trên màn hình nữa Và các bạn thấy đây chúng ta bây giờ nhìn tổng quát đi, nhìn xa hơn Thì rất rõ ràng các bạn thì được là so sánh với cái đợt tăng trưởng của năm 2021 này Thì cái mùa đông crypto của năm 2007 đó hầu như các bạn đã không còn quan tâm nữa giống như là một cái đợt điều chỉnh rất nhỏ nhìn trên màn hình tại vì giá bây giờ đã rất là cao rồi cho nên đây là điều mà mình đã chia sẻ trước đây với các bạn và hôm nay đó chính là cái ngày mà khi các bạn nhìn lại đó thì cái mùa đông crypto năm 2018 không là gì hết cũng như là khi mà các bạn nhìn vào cái thời gian xa hơn nữa giống như là chúng ta nhìn vào cái biểu đồ của trade New Coin đi để các bạn có thể là thấy được giá Bitcoin trong cái thời gian là xa hơn thì các bạn thấy được là bây giờ trên màn hình, khi mà nói tới cái mùa đông crypto của năm 2013 đó, hầu như các bạn không còn nhìn thấy gì hết, tại vì các bạn thấy được là giá bây giờ đã quá cao đến nỗi mà các bạn thấy là cái khúc này, phần này đó chính là cái mùa đông crypto của năm 2013. Bây giờ các bạn thấy được là hầu như các bạn không còn nhìn thấy được ở trên màn hình nữa tại vì bây giờ giá đã lên một cách rất là kinh khủng và nói tới cái phần trăm tăng dưỡng của giá cả đó các bạn thấy được là chúng ta kết thúc thì cho đến cái thời điểm cái T2 ngày thì đây là tài liệu cho các bạn thấy được là cái đường mà màu xám ở bên dưới này đó các bạn thấy được là cái đường này đó chính là cái giá của BTC và ở bên trên đó, cái đường mà màu vàng này các bạn thấy được là cái dùng màu vàng các bạn nhìn thấy trên màn hình đây chính là bao nhiêu Bitcoin lưu trữ hơn một năm trước khi mà di chuyển thì một trong những điều rất thú vị đó cái biểu đồ này chỉ ra được dựa theo Class no là các bạn thấy được là mỗi lần mà khi chúng ta thấy được là giá cả tăng trưởng đó thì tới một mức một mức đâu đó thì những cái người mới đã bán hết hay là những cái đồng mà vừa được thu mua đó đã bán hết rồi thì những người mà lưu trữ lâu dài giá càng tăng trưởng thì những người mà lưu trữ lâu dài đó họ sẽ càng suy nghĩ đến chút lời giá cứ tăng hoài tăng hoài thì một ngày nào đó họ sẽ nghĩ đến chút lời đây là một chuyện rất bình thường mà thôi các bạn thấy được đây là điều đã xảy ra của năm 2011 xảy ra trong năm 2013 Năm 2017 và đương nhiên năm 2021 này cũng không ngoại lệ Chúng ta dành thời gian nói rất nhiều Về những cái ví của những nhà đầu tư lớn, những cá vôi Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào những cái ví của những nhà đầu tư thông thường Như là thuận về các bạn Để thuận lấy cái ví dụ của năm 2017 đi Các bạn thấy là khi mà cái đường màu vàng này đó À, tới cái mức khoảng chừng là 58 đến 60% có nghĩa là các bạn thấy được là đây là cái đỉnh điểm của HODLer có nghĩa là khi mà các bạn thấy là 58 đến 60% của tất cả những cái Bitcoin mà lưu trữ hộp năm không di chuyển nó thường đã là đỉnh điểm rồi sau đó thì những nhà HODLer, những người mà đầu tư lâu dài họ sẽ bắt đầu là chốt lời cho nên các bạn thấy được là cái đường màu vàng này đi xuống và khi mà đường vàng đi xuống đó các bạn thấy được đó là giá vẫn tiếp tục tăng trưởng cho đến cái mức là khoảng chừng 41%. Có nghĩa là khi mà còn lại 41% thì đường vàng này không đi xuống nữa của năm 2017. Có nghĩa là tới mức nào đó thì ngay cả những người đầu tư lâu dài họ cũng không chút lời nữa, họ sẽ ngưng. Và các bạn thấy được năm 2013 cũng vậy, các bạn thấy được là cái đỉnh điểm đó là từ 45 đến 50 phần của tất cả Bitcoin hơn một năm không có di chuyển đây là cái đỉnh điểm của HODL của cái mùa tăng trưởng này và sau đó bắt đầu những người mà lưu trữ lâu dài họ chút lời nhưng mà họ chút lời tới cái mức là còn 38 phần trăm là không chút lời nữa đây là cái tình trạng của năm 2013 và các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào năm 2011 cũng gì họ chút lời cho đến cái mức là 27 phần trăm là không chút lời nữa và các bạn thấy được là thời điểm hiện bây giờ chúng ta đang ở là cái là còn khoảng 55,75% Thì những tài liệu này có thể thấy rất là khó hiểu nhưng mà thường có thể là đưa ra một cái suy nghĩ cá nhân của mình về Classno muốn nói gì khi mà đưa ra biểu đồ này Thì cái mà thường nghĩ Classno muốn chỉ ra được là mỗi một lần mà chúng ta thấy được là giá cái tăng trưởng thì đương nhiên sẽ có những nhà đầu tư đâu dài họ sẽ nghĩ đến chuyện chúc lời đó là chuyện bất bình thường thường một vàng cũng như vậy mà thôi và khi mà họ bắt đầu chúc lời đó nghĩa là lúc mà cái đường màu vàng này đi xuống thì không phải là cái lúc mà giá sẽ đi xuống lập tức các bạn thấy được là khi mà cái đường màu vàng này đi xuống của năm 2017 đó nghĩa là bắt đầu có nhiều nhà đầu tư lâu dài họ chúc lời thì giá cả vẫn tiếp tục tăng trưởng tăng trưởng tăng trưởng tăng trưởng các bạn nhìn thấy trên màn hình cho đến cái lúc mà giá của Bitcoin lên tới đỉnh rồi thì lúc này thì những nhà đầu tư lâu dài họ không chút lời nữa và các bạn thấy được là bắt đầu chúng ta bước vào mùa đông crypto thì lại có những nhà đầu tư lâu dài họ lại tiếp tục tích lũy cho nên cái đường màu vàng lại tiếp tục tăng trưởng. Điều này cũng là điều xảy ra của năm 2013 các bạn thấy được là khi mà những nhà đầu tư lâu dài họ chúc lời cái đường màu vàng để đi xuống thì giá vẫn tiếp tục tăng trưởng, tăng trưởng đến mức nào đến mức mà các bạn thấy tới đỉnh điểm rồi thì tới lúc đó các bạn thấy là hầu như không có còn nhiều nhà đầu tư mà chốt lời nữa. Lúc đó họ lại bắt đầu tích lũy khi mà Bitcoin đi vào đồng crypto đồ. cho nên các bạn mới thấy được là cái đường màu vàng này tăng lên và mỗi một cái đợt Tăng trưởng như vậy đó thì các bạn thấy được là cái số lượng người tin tưởng vào Bitcoin lâu dài càng ngày càng nhiều hơn Mỗi một cái mùa tăng trưởng qua như là năm 2001 thì các bạn thấy được là mọi người ngưng chút lời ở cái mức là 27% Tới năm 2013 đó thì ngưng chút lời ở cái mức là 38% tới năm 2017 đó thì chút lời tới mức là 41% và tới thời điểm hiện bây giờ là các bạn thấy được là 55,75% nhưng mà chúng ta đã bắt đầu thấy hiện tượng là những nhà đầu tư lâu dài họ đã bắt đầu có hiện tượng chúc lời nhưng mà đây cũng không phải là điều mà làm cho nhiều bạn hoảng loạn tại vì sao tại vì bạn thấy được là cho dù là chúng ta thấy hiện tượng tương tự như là năm 2017 Nhưng mà bạn cũng nên nhớ là cái mức mà bắt đầu chúng ta thấy những nhà đầu tư lâu dài chút lời đó Là mức này là cái giá chỉ có khoảng chừng là 23.000 đô mà thôi Có nghĩa là chúng ta nhìn vào lịch sử của giá cả đó Cái mức giá 23.000 đô đó chính là cái mức giá của cái thời điểm khoảng chừng là tháng 8 của năm 2017 như là chúng ta còn khoảng thời gian là khoảng chừng vài tháng nữa từ tháng 8 tháng 12 là 4 tháng chúng ta nếu như mà tính theo năm 2007 ra chúng ta còn khoảng chừng 4 tháng nữa tới bây giờ là tháng 4 thì 4 tháng nữa là tới tháng 8 của năm nay dựa theo cái tài liệu được chia sẻ bởi Klasno và trong thời điểm này đó giá cả sẽ tăng lên rất là nhanh đó chính là cái đỉnh điểm kế tiếp của cái giá của BTC và đương nhiên cũng như nhiều năm trước bây giờ thường cảm thấy là càng ngày lại càng có nhiều người họ sẽ có cái ý định là lưu trữ Bitcoin lâu dài cho nên cái phần trăm này sẽ tăng lên và dựa theo một số những cái phân tích ấy, như là Willy Woo thì nói là chúng ta có thể thấy được là cái đợt này người ta chốt lời cho đến cái mức 45 phần trăm thì có thể là nhiều bạn cảm thấy những gì thường chia sẻ à, cũng hơi khó hiểu để thường tóm tắt lại cái biểu này cho chúng ta thấy được là hiện bây giờ tình trạng những nhà đầu tư lâu dài chốt lời là đang xảy ra và thường đó thì khi mà chúng ta thấy được những nhà đầu tư lâu dài họ chốt lời mạnh tay là cái lúc mà các bạn thấy được là chúng ta còn khoảng vài tháng nữa là sẽ kết thúc một tăng trưởng này dựa theo tài liệu này nghĩa là chúng ta nếu như mà dựa theo năm 2007 đó thì giá sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất là cái thời gian cuối của một tăng trưởng giá tăng trưởng rất là mạnh và chúng ta dựa theo năm 2017 đó là chúng ta có thể còn tăng trưởng khoảng chừng là 4 tháng nữa cho đến hè của năm 2021 này nghĩa là khoảng chừng là tháng 7 tháng 8 trước khi mà giá đạt cái điểm đỉnh của đợt này và mỗi một đợt tăng trưởng thì chúng ta sẽ thấy càng nhiều người tin tưởng và Bitcoin lâu dài hơn cho nên cái phần trăm mà họ chốc lời sẽ càng, càng, ít hơn cái phần trăm Bitcoin để lại càng sẽ càng nhiều hơn đây là điều mà Klasno muốn chia sẻ trong bài viết này các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment ở bên dưới Thuận thì cảm thấy là những tài liệu này cũng không có được thuyết phục lắm Đối với Thuận nhưng mà đây là một trong những cái tài liệu mà cũng đang được share khá là nhiều ở trên Twitter Cho nên Thuận muốn mang đến những thông tin với các bạn Và đây là những cái tài liệu mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều, nhiều giá trị trong cái video này Và đương nhiên như bài nào mà chưa theo dõi Thuận Capital trên mạng xã hội thì cũng nên theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin chính thức đến từ Telegram channel, Facebook và Twitter để những nơi mà các bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất và nhanh nhất cũng như là những bạn nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng cáp video các bạn có thể là bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào những sàn như là Binance Thông mô link thông khắp video hay là nhận được bonus khi mình tham gia vào sàn Bybit hay là các bạn có thể là tham gia vào sàn EMT, sàn FTX, sàn Binance US một cái lựa chọn cho người Hoa Kỳ nếu các bạn muốn mua những cái altcoin, sàn Coinbase thì bạn cũng đã biết, sàn BlockFi. Các bạn thấy được đây cũng là một cái lending uh, cho các bạn có lãi hàng tháng nếu như các bạn gửi những tiền kỹ thuật số vào và đương nhiên thông qua link thông khắp video sẽ có bonus lên tới 250 đô và crypto khan các tài liệu chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều cho nên thường con không cần phải giải thích nhiều về crypto khoan và thuận hy vọng là các bạn được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay thuận xin gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn